vâng, chị không phải giúp. Chị yên tâm, em sẽ cho nó tiền đặt cọc. Vâng, em bắt nó đặt cọc chứ này. Vâng. À mà thôi nhé, em đang có khách nha. Em đang có khách. Rồi rồi rồi, rồi hiểu rồi. Thế chị nhá. Em chào chị ạ. À, mời chị vào uống nước ạ. Em mời đến chị để đặt cọc tiền đánh game. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, em xin chị. À, chị uống nước ạ. À, chị yên tâm. Riêng cái trường hợp của chị ý, thì đích thân em là thụ án vụ này. Cái trường hợp của chị là không xé quần xé áo, làm nhục như những vụ thông thường. Mà cái vụ của chị là đuổi con cái ra khỏi lãnh thổ nước ta, có phải không ạ? Cái gì? Anh dở hồ sơ ra xem lại hộ tôi. Tôi là tôi muốn lấy lại con đực, làm nhục con cái cơ mà. Vâng, để em xem lại hồ sơ tí ạ. À tôi chết rồi, đây rồi, hồ sơ của chị đây cơ. Lấy lại con đực, làm nhục con cái. Ôi giời. Chị thông cảm. Một ngày em cứ phải trả lại hạnh phúc cho hàng mấy chục trường hợp có hoàn cảnh như chị chứ. Cho nên cái chuyện nhầm lẫn là chuyện bình thường chị ạ. Cho nên chị cứ yên tâm. Vâng. Thôi thì chăm sự nhờ các anh ở đây giúp cho em. Vắng anh ấy một ngày, em cảm giác như là xa cả trăm năm. Vắng anh ấy, em thấy trời đang nắng, bỗng dưng mưa phùn. Anh ơi, anh cứu em ơi. Em không thể sống thiếu anh ấy được. Anh ơi. Chị ơi, chị bỏ ra một tí được không chị? Đúng là gái phải hơi dài, cứ như thay lại phải phân chó ấy. Úi trời ơi, úi trời ơi, khó chịu quá chị ơi. Anh ơi. Chị ơi, chị cứ bình tĩnh lại chị ạ. Thôi thì âu nó cũng là số phận chị ạ. Cũng tại chị chồng tốn dài lắm cơ. Em mất gì cũng được, nhưng em không thể mất người mình yêu. Chị ơi, em bảo này, chị ôm nhẹ nhẹ tí có được không? Em khó thở lắm. Ui dồi ôi, bà nào đến đây tìm chồng ôm ghì chặt vào người ta thế này thì làm sao mà tác nghiệp được cái chính lị. Khổ quá chị ơi, chị ôm nhẹ nhẹ tay được không chị? Cho ôm một tí đi, cho đỡ nhớ. Ôi giời, anh ôi giời, nhưng mà ôm nhẹ nhẹ tôi. Ôi giời ôi, anh ấy bỏ em đi theo con đĩ kia năm hôm nay rồi. Không có dài, em không chịu được. Ôm tí đi. Ôi giời ôi giời ôi, em khó thở. Ôi giời, đã bảo khó thở, bỏ ra. Có tí hơi dài, tình cả người. Thế nhá, tiền đặt cọc chị đặt đủ rồi. Bây giờ chú triển khai công việc nhá. À, nhớ lại phải lột bằng được quần chip con đĩ đấy, chị mới thanh toán hợp đồng, nghe chưa? Ơ, chị gì ơi, em bảo. Thích nữa à? Ô dạ không, ý em muốn nói là, ý em muốn hỏi là, bà chị ôm em suốt từ nãy giờ, chẳng nhẽ thằng em lại không có điếu thuốc nào đút vào mồm ạ. Đây. Dạ vâng, em xin ạ. Biết thế này mình cho nó ôm thêm tí nữa có phải không nhỉ? Nào, đề nghị mọi người tập trung sâu sắc vào chuyên môn này. Đề nghị con nợ trả tiền đúng thời hạn, đúng thời điểm, đúng nơi quy định. 2, 3. Đề nghị con nợ trả tiền đúng thời điểm, đúng quy định. Ông Què, ông đau chân chứ ông không phải đau mồm nhá. Ông nuốt của tôi nửa triệu bạc rồi. Thế mà bây giờ ông nói như thằng hết hơi à? Hả? Ông nói đi. Bác Đạo Duyên ơi, bác làm mẫu cho em lại một lần, em quên mất thoại. Ôi dồi ôi, cho tập tiểu phẩm cả buổi sáng để đòi nợ, thế mà có mỗi một câu thoại còn không nhớ. Ông nên nhớ rằng tổng giá trị hợp đồng của ông là 1 triệu đấy nhá. Bác Đạo Diễn ơi, cho mẹ con em diễn trước, chúng em còn về. Cái gì? Tôi nói cho hai mẹ con nhà bà biết nhá, riêng trưa nay hai mẹ con nhà bà đã đớp của tôi 4 suất cơm rồi. Ăn nói thế à? Bố láo ăn cắp ở đâu? Ui giời, ca xe 200 chỉ có thế thôi bác ạ. Hả? Sao lại có thể ăn nói một cách thiếu tính xây dựng thế nhỉ? Vẩn. Mà còn ba anh em này, tôi nhắc nhở luôn, về mà tự dạy dỗ bảo ban nhau, người ta là con nợ chứ không phải là con nợn, mà cứ gào hết cả lên thế. Hả? Công an, công an.
Này, tôi nói cho anh nghe nhá. Tôi không nợ nần gì anh hết nhá. Đến đây ăn vạ đấy à? Cút đi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì nhỉ? À, đề nghị con nợ trả tiền đúng hạn, đúng thời điểm, đúng nơi quy định. Điên à? Thằng điên, đi đi. Đúng rồi, còn gì nữa? Ơ kìa. Thì em có chuyện gì mà to tiếng với nhau đây? Đây này, thằng khốn nạn này giả vờ què cụt đến đây ăn vạ cháu này thím này. Ôi, đây là thằng nhãn nhà mình. Thế thím tưởng là cháu vừa đón em về. Sao Bu lại biết con ở đây? Ừ. Thằng nhãn đây á? Ừ. Thế còn cái thằng nhãn ở giường số 5 mà cháu vừa mới đón về nhà là thằng nào? Ôi dồi ôi, cháu nhầm rồi. Đây mới là thằng nhãn nhà mình. Thầy, dừng. Thầy ơi, dừng. Gì đấy, gì đấy? Thầy phải đi hỗ trợ cho em ngay. Úi dồi ôi, cái thằng đi mobilet ấy, nó to như con tịnh. Một mình em không tài nào lột được cái con đùi của nó ra thầy ạ. Úi dồi ôi, cái việc của tôi cũng hỏng hết cả rồi. Chỉ tại cái thằng què mới ba cái anh em hay trẻ một dạ, nó diễn kém quá. Bây giờ làm thế nào? Úi trời ơi, thôi, việc cái để sau. Bây giờ phải đi bắt thằng mobilet ngay. Em lùa vào chuồng rồi. Đi thôi, đi thôi. Đi thôi. Tôi đây. Cái gì? Cầm lấy cái này. Đấy. Dùng cái này làm gì? Cái này mình thiến cơ mà. Ok. Sao lại thiến? Anh chẳng chịu đọc cái hồ sơ gì cả. Tôi yêu cầu là thu hồi con đực, làm nhục con cái cơ mà. Tưởng cái gì? Cái đấy thì quá đơn giản. Anh cầm cho tôi cái bật lửa này. Nào, xuống phòng. Này. Này. Mẹ chết, chị đu ra. Không để biết đâu. Việc này để tôi chấp. Này, ông mua cái này này. Úi giời, có mỗi cái việc đấy mà làm từ nãy giờ không xong. Nhanh lên để tôi còn bắt quả tang. Nhanh lên anh gì ơi. Nhanh lên. Thôi giỏi quá. Úi giời. Nhanh lên. Nào, nhanh lên anh gì ơi. Cái gì đấy? Ôi giời, hả? Trời ơi, anh Tiến, anh Tùng. Chị. Bây giờ tôi nhuộn các anh để các anh phạt tôi thế này thì phải không? Trời ơi, tôi chán các anh đến tận cổ rồi nhá. Không được cái việc gì cả. Đi về quay mà cày ruộng đi. Cút, mà cho con mặt tôi. Bọn này về đây nhá. Tôi sẽ vặn cổ đường trước ra sau. Thằng này về tao sẽ gấu đầu rút ruột chúng nó ra. Hai thằng này về tôi sẽ xin mỗi thằng một bát tiết. Ô, bọn nói gì rồi? Tùng, dạ. Chạy mau. À, đồng nát sát vụn bạn ơi. Ôi trời ơi, ông làm gì mà ông lắm mồm thế? Ông xuống khỏi xe tôi đi. Xuống đi.
qua các bác ạ, ăn xong rồi. Biết là hôm nay có cỗ to, rượu ngon. Tôi nhìn nói từ hôm qua thành thử ra đói quá. Tôi tạm ứng miếng giò trước để cho đỡ thối ruột. Này các ông này, chưa tuyên bố ly giò thì mất lịch sự. Bác ơi, hả? Thoát rồi, hút chết. Thay. Chết lại phẩm. Đúng là trong cái rủi này có cái ăn. Từ sáng ấy, chán rồi. Dịt chuốt rồi. Chỉ đã chuốt bây giờ là có cái ăn. Ngon. Cuộc đời vui. Mọn quá rồi ạ. Anh toàn miếng nào miếng? Hết rồi còn đâu nữa mà. Em may là hôm nay cũng kiếm được cái bữa cố ngon. Đậm đầy tôm. Tôm. Dạ. Phân. Cái gì? Anh đang phân trâu bây giờ. Úi. Cái mất hết rồi thầy ạ. Thôi, còn người là tốt rồi. Bây giờ ta phải làm gì hả thầy?